Hay ta. Hay trời. Trời ơi, lần đầu tiên luôn người ơi. Xài biết bốn đá vô luôn. Không đụng hàng luôn nha. Không hú luôn trời. Phải không ta, hay quá ta. Trời ơi, lần đầu tiên em biết là một cái loa. Đây là lần đầu tiên em biết, cảm ơn Tiến Thảo rất nhiều nha. Đây là lần đầu tiên em biết là cái loa có thể xài được biết 48V luôn. Trước đây mà những cái loa nào mà xài biết 48V là nó hú vang trời luôn mọi người. Tại vì những cái mic này đó, cái mic này nó hay cái là nó bắt rất là hay. Nó bắt, mọi người nghe cái giọng đây nè. Cái mic này là cái mic thu podcast mọi người nghe nè. Chung quay cần và chung mình xem nhé. Cái mic dạng này nó thu được những cái dãy tròn và những cái dãy đẹp nhất của giọng của mình. Những cái mic này nó không có thu được những cái dãy tròn mà nó sâu như vậy mọi nha. Mọi người để ý không? Chung quay gần chung nghe thử. Cái giọng của em nó ấm hơn hoàn toàn sau khi em nói qua những cái loa bình thường của những hay quá đi. Em thử cho mình xem nhé. Em thử cái chế độ echo cho mình. Ủa không hú luôn trời. 48V bình thường hú. Hú. Bình thường là hú vang trời luôn. Còn mic này nói qua cái này mà không có hú luôn. Hay quá mọi người. Em thử lên cái âm lượng chút xíu nữa nha. Alo. Rồi. Trời ơi cái mic này mới hay đó mọi người ơi. Trời, lần đầu tiên cái loa hay vậy mà giờ mới biết. Rồi, hơi lớn rồi, bớt lại chút xíu nha. Lưng. Wow. Tình yêu mới hôm qua, nay lạnh lùng băng giá. Ôi, người yêu dấu ơi, người chiếm lấy tim ta, nay phù phàng xa vắng. Thôi thì cuộc tình đâu. Từ khi cái mic 48V này phát ra được cái loa này thì ND76S chỉ còn là cái tên thôi mọi người ơi. Ok, micro có dây dynamic. Thật sự là em thấy cái micro có dây dynamic là micro ND76S đó mọi người. Là micro dynamic, là những micro dạng này đó. Chất tiếng không thể nào theo được cái micro 48V này là sắp dép luôn đó mọi người ơi. Mọi người nghe cái tiếng của em này. Cái giọng nó ấm, nó trầm, tự nhiên nghe cái giọng mình bữa nay hay quá mọi người ơi. Qua cái beat này, qua cái giọng mình nó hay hơn nhiều luôn. Em bất ngờ lắm mọi người thấy cái mặt em là rất là bất ngờ luôn. Micro này mọi người thấy không? Nó không hề bắt, nó không hề bắt ở trên. Nó không hề bắt ở sau mọi người để nè. Nó không hề bắt ở sau. Micro dạng này nó không hề bắt ở sau nhé. Đó, nó chỉ bắt ở một chút xíu phía đây thôi. Alo, cái micro dạng này thì nó rất là hay. Nó chỉ bắt ở một xíu, ở phía trước như thế này thôi. Em nói ở trên như thế này nó cũng không bắt luôn. Mọi người nghe cái tiếng em nè. Đó, nó không bắt đúng không ạ? Em nói dưới cũng không bắt luôn. Một bên cũng không bắt. Ở sau cũng không bắt luôn. Cái micro này nó hay là nó chỉ bắt như thế này thôi. Nếu mà micro này thì theo em nó sẽ ứng dụng vào những trường hợp nào mọi người? Em ví dụ như là có một thầy giáo ngồi ở một cái bàn đó đúng không? Chúng ta cắm một cái đồ gắn mic ở đây. Sau đó là người ha, chúng ta để đây. Đó, mọi ha, hoặc là hai thầy giáo hai bên, hoặc là một thầy giáo chúng ta có để ở đây chúng ta giảng dạy hoặc là những thầy thuyết pháp hoặc là những cha nhà thờ đó là nói qua mic như thế này để xa nhà không sợ hú, mà cái giọng nói của mình truyền đạt ra nó rất là hay mọi người, giọng nó ấm áp vô cùng, nó hay hơn nhiều so với những cái micro không dây đa nó mic như vậy chúng ta cắm vào nha.